Dạ. Kêu ông chủ vậy. Kêu ông chủ vậy khui sầu riêng. Khách tính rồi. À. Ngon cô, yên tâm đi, bảo đảm. Hai trăm ba. Đây là 80 hả? 80. Cô thử, chú thử đi được được lại. Cái này cái con chú thử đi thử đi. Còn cái vàng nghệ. Vàng kìa. Vàng kìa là nó chín. Dạ. Nó mấy ký vậy? Đây là 80. Mà nó mấy ký vậy? Căng lại cho cô. Trời ơi, tao ngồi quên rồi. Rồi, có số tiền không đâu, cô phải cho cô ký đâu. Tại tiền tự mà. 2,3. 2,885. À 2,885. Gần 3 ký. 230. Kính chào cô chú anh chị và các bạn nha. Dạ. Với video tiếp theo của Cuộc Sống Sài Gòn TV về ẩm thực đường phố Sài Gòn, cô chú anh chị và các bạn ơi. Hiện tại là em đang ở địa chỉ là 45 nha. Cách Mạng Tháng 8, phường 13, quận Tân Bình. Ngay chỗ vừa sầu riêng Hiếu Nghĩa nè cô chú anh chị và các bạn. Thanh bữa nay khui đuối quá rồi. Đây là vua đang nằm ngủ. Cho trợ lý ra khui. Cá đó nó đều ghê hả? Rồi, đều kìa. Sáu hữu tròn. Là bao muối. Bao muối. Quý cô chú anh chị và các bạn xem video nhớ like, subscribe và chia sẻ giúp Cuộc Sống Sài Gòn TV nha. Để em có động lực làm các video tiếp theo. Thế sau này là bữa nay bao nhiêu ký em? 70 80. 70 hả? Hôm nay là 70 80 hả? 7, 8 rưỡi. Cái này ngon không? Dạ cũng vậy nha. Dạ. Có trứng hữu, sáu hữu nữa đó chú. Chuồng bò sáu hữu nữa đó. 180.000. Chú giống cái hôm qua mà kẹo á. Giống hôm qua, chỉ là hôm qua chú mua rồi hả? Cái này rồi. Cô chú hôm qua mua rồi. 180 nè. Dẻo không? Bao nè, nó bao mà. Bao. Rồi chú đi ngọt không? Đến thử coi. Dạ ok. Đây bao ăn mà cứ yên tâm. Ngon không? Dạ. Ủa, cái đó ngon đấy. Ủa, bún cho chung. Ủa, cái đó là sầu riêng gì ta? 16 luôn hả? Dạ, 16. 16 cái mini. Chính tấn. Ngon luôn. Quá thì nó nhão, chín tới thì giòn. Cái này phải chín quá. Chín quá hả? Cái này mới chín tới đâu cô, không có đâu. Khỏe luôn. Dạ. Hấp dẫn không cô chú anh chị và các bạn? bù cho cô muối. Rớt cái này mà trúng chừng cái là rồi. Đó, có một muối nó hơi bị sượng xíu, anh đến bù cho cô đó nha, cô chú anh chị và các bạn. Đó. Anh đến bù đó. Quá tuyệt vời. Đó. Dạ. Tuyệt vời cô Hiếu. Dạ. Dạ. Ở đây bán có tâm đó. Dạ. Dạ, tới cô. Cô ngày hôm qua mua rồi, cô chú hôm qua mua rồi, hôm nay ăn tiếp. Dạ. Ủa Sáu Hữu bữa nay là bao nhiêu ký anh? 100.000 anh. 100.000 à? Sáu Hữu là 100.000 ký hả? Dạ. Ngon. Ngon Sáu Hữu, nếu mà ăn Sáu Hữu được là tuyệt vời đó. Bên đây nè, cái này bên đây. Chưa chị. Chưa chị. Sáu Hữu hấp dẫn quá à, Sáu Hữu trái nó lạ quá. Dạ cái trong đó chú, cái vỏ đó chú. Chú vô chú nhìn cái thấy lạ không? Con thấy cũng lạ ghê luôn á. Nói dạ đúng rồi Sáu Hữu. Nhìn cái trái nó. Dạ Sáu Hữu, Bảy Hữu. Cái này có chú là 128.000 giá 70 nha. Đó. 128.000 giá 70. Bắt đầu là từ khoảng 8 giờ là bà Thanh bán rồi nha cô chú anh chị và các bạn, biết tới khoảng 23 giờ là nghỉ. Ngoài bữa sầu riêng ở 415 Cách Mạng tháng 8 ấy, thì số 03 Quỳnh Tiền Lộc là địa chỉ thứ hai nha cô chú, là địa chỉ chính của sầu riêng Hiếu Nghĩa. Dạ. Đấy, 7 lần cơm hả? Dạ. Dạ, một trái. Hôm nay Cuộc Sống Sài Gòn TV chia sẻ những hình ảnh này đến quý cô chú anh chị và các bạn. 27 được không? 27 được không? Rồi. Dạ. Thấy đi. 400 đúng không? Dạ. Chú gần đây không chú? Quận 7 luôn. Ồ, bên quận 7 chạy qua luôn hả? Có đi công việc nhưng mà cũng có biết ở đây. Dạ, có coi YouTube nè chú. Có coi YouTube. Dạ. Chú coi kênh gì? Tùm Lum á hả? Vậy coi Cuộc Sống Sài Gòn TV nghe chú. Đó. Đó. À, chú đi công chuyện á, bên quận 7 chú ghé vô đây luôn chú coi. Chú đi hai trái hả? À. Hai trái vừa đó anh chị. Chị gái mua hai trái. Cái này được không? Cái vừa rồi. Hai trái. Chị gái mua hai trái nha. Cái này là 80 đúng không? 80. Ồ, trái nó ngon này. Ngon, 6 muối không? Của chị 400 chị ơi. Yeah. anh cái buồn thì chơi luôn. Bù của chị. Chú anh thấy không? Anh bù không? Bù tặng muối luôn. À, tặng một muối nữa, bù mà tặng thêm một muối nữa. Nhiều lúc á, nói chung là hai muối sầu riêng có thể là được vài ba lạng đó cô chú, mà trong khi đó là một ký luộc á là bữa nay 200.000 phải không anh? Bữa nay là 1 ký ruột 200.000 thì cô chú cũng biết đi à, nhưng mà anh vẫn bù bán rất là có tâm. Đến với Hiếu Nghĩa thì cô chú anh chị và các bạn yên tâm, về nhà mà ăn bị sượng hay là gì đó là cứ đem ra cho ảnh, là ảnh nói ảnh sẽ bù. Nên là rất nhiều cô chú là tới một lần rồi và quay tới lần thứ hai, rồi giống như nãy cô khách đầu video đó mới ăn ngày hôm qua, hôm nay quay lại mua tiếp. Dạ. Hai trái hai hộp. Còn đây có muối điều hả? Nó bị hơi sượng cái lưng nhẹ đó chị. Dạ. Bù chị bù thêm tí miếng à. Bù nó ra. Dạ. Dạ chúng chị đừng có la nha. Dạ. Chị đấy là có muối nó hơi bị sượng xíu này, ảnh bù nha. Về đừng la ảnh rồi. Có sượng mày không lấy ra bù luôn. Đúng rồi. Sượng không lấy ra nhưng mà bù luôn nha. Sượng một xíu thôi. Ăn cơm. Hai cái cơm hả? Hai cái cơm là 400 hả? Dạ. Như sau này với đây là bao nhiêu? 80 70. Vẫn là hiện tại là mình là 80 70 thôi phải không? Không có 50 hả? Rồi, 50 60 là không có nha. Bên này là sầu riêng rất là đẹp luôn. À. Chín quá nè. Chín quá là không có. Đây là chuồng bò nè cô chú anh chị và các bạn, đây là những trái sầu riêng chuồng bò. Đó. Mình thấy Sáu Hữu nó lạ lắm. Sáu Hữu này mini hả ta? Hả? Muối nó vậy hả? Dài nó muối nhiều quá hả? Trời ơi, Sáu Hữu lạ lắm nè cô chú. Chắc một trái này 1 ký quá, ký hơn 1 ký quá. Ờ, trái mấy lạng hả? Ờ. Này cô chú anh chị nhìn không, 100.000 ký nha. Sáu Hữu thì bây giờ anh bán 100.000 ký. Đó, những trái nhỏ thôi. Chậm nữa Cuộc Sống Sài Gòn TV sẽ mua thử trái sầu riêng Sáu Hữu nè. À, thử để review cho cô chú anh chị và các bạn. Bởi vì đây là mặt hàng mới của vựa sầu riêng Hiếu Nghĩa cho cô chú anh chị và các bạn. À, ngoài bán lẻ thì Thanh có bán sỉ nữa, gọi điện là Thanh có ship đi khắp nơi. Nhưng mà đặc biệt là lâu lắm, lần đầu hôm bữa mình cũng có quay một chỗ mà có sầu riêng Sáu Hữu á, là 220.000 1 ký, nhưng là bây giờ là vào vụ mùa rồi đó, nên là chỗ Thanh này bán có 100.000 ký hả? À, 100.000 ký nha cô chú. Nhìn cái trái sầu riêng, cái vỏ này, cái vỏ nó đẹp, cái vỏ nó nhỏ và nó so với những cái sầu riêng ri 6 với sầu riêng chuồng bò. Đây còn sầu riêng chuồng bò à, 2 trái à. Rồi sầu riêng chuồng bò đây cô chú anh chị và các bạn nhìn thấy không, cái gai nó là rất là nhỏ. Đó, khách tới. cho. Nếu mà có sầu riêng 50 á thì là Thanh sẽ để cái bảng ngoài này nè, cái bảng ngoài này để biết cho cô chú biết á. À, bữa nay đầu tư thêm cái máy hút chân không nữa. Ghê không? Hả? Tức là, ủa cái này là bao nhiêu đây, nửa ký hả? Rồi, một muối sầu riêng nửa ký nữa. Dạ. Một muối sầu riêng nửa ký nè. Ú nù luôn. Muối này là 100.000 nha cô chú. Đó cô chú anh chị và các bạn thấy thì nhiều lúc là Thanh một muối sầu riêng này là nửa ký nè, nhưng mà Thanh bù á, Thanh bù hoặc là cho cô chú á, là nếu mà bị sượng á là có lúc là một muối là 2 muối, rất là to luôn. Đó. Rất là to luôn. Bây giờ đây là hút chân không trước, để cho nếu mà khách nào mà muốn thưởng thức mà ruột á thì em sẽ bán luôn nha cô chú anh chị và các bạn. Đó. Rất là ngon. Đó, ông chủ giờ ông cứ vậy nè. Khui sầu riêng mệt quá này, ông phải ngủ một giấc. Cứ Thanh lòng một hộp này là 100, hộp 100 hạt. Cứ nửa ký đúng không? Cứ một hộp nửa ký, 100. Hút chân không rồi luôn. Wow. Đầu tư quá. À cái đó là hút á hà, hút chân không á hà. Thấy đầu tư quá không? Ông chủ cũng theo công nghệ. À. Đó. Mấy hôm nay khui sầu riêng nhiều quá đuối hả? Ngộ à. Khui nhiều thì tốt thôi. Đó đây, đây cô chú. Em hút chân không hết rồi nè, xong rồi. Cứ một bịch này là 100.000, 100.000. Anh nghĩ em hút chân không thì em bỏ cái gì cái cọng dây kia ra, dây thun ra. À. Đâu cái cần thiết phải cột cái dây thun. Đúng không? Quên. Ờ nó mới đẹp, nó đẹp. Đó, đúng rồi. Đó. Ủa Sáu Hữu là anh nghe là đắt lắm mà sao bữa nay giá là cũng mềm dữ vậy? Em mua được cái vườn người ta để giá rẻ. À mình cái vườn giá rẻ. Mình cũng để giá rẻ đi cho bà con người ta dễ ăn. À. Bán đắt quá. Đúng rồi chứ anh thấy Sáu Hữu là mấy trăm ngàn 1 ký á. Dạ đúng rồi. À, Sáu Hữu này nó giống như sầu riêng Musang King đó cô chú anh chị và các bạn. Đó. Tập nữa em sẽ thử một trái nha, sẽ mua một trái về thử cho gia đình thử, bởi vì nó rất là lạ. Em cũng nghe tiếng sầu riêng Sáu Hữu nè rất là nhiều, trái nho nhỏ nhưng mà nó có vỏ. Đâu mình thử một trái thử, trái này bao nhiêu ký coi thử nè, thấy nhỏ nhỏ mà cỡ ký, hơn ký không à? Ký 4. À ký 4 hả? Đó, trái này là ký 4 nha cô chú anh chị và các bạn. Cái này là muối nhiều không ta? Nhiều vậy anh. Vỏ nó mỏng lắm. Vỏ mỏng lắm hả? Ờ. Đó cô chú. Rồi, cảm ơn cô chú anh chị và các bạn rất là nhiều nha. Thì hôm nay xuất hiện một loại sầu riêng đó là Sáu Hữu cực kỳ rẻ luôn, 100.000 1 ký thôi, rất là rẻ luôn. Tại vựa sầu riêng Hiếu Nghĩa nè. Cô chú chị và các bạn xem video thứ hai có thể là like, chia sẻ và đăng ký ủng hộ giúp Cuộc Sống Sài Gòn TV nha. Cho mỗi video thì em có để số điện thoại, địa chỉ và cái thời gian bán ở phía bên dưới video đó, trong cái phần mô tả đó cô chú anh chị và các bạn. Cô chú anh chị và các bạn chịu khó kéo xuống dưới là nhìn thấy liền.